nay mình sẽ dùng đồng hồ kim này để mình có cái que đo nhiệt độ và đồng hồ khác này, mình sẽ nghịch xem cái độ trở sẽ thay đổi theo độ nóng của cái đèn nhé. Bật lên này, 400 độ này, chúng ta bắt đầu cơ nóng này. Và hơ nóng thì đồng hồ vẫn không có kết quả gì các bạn ạ. Vẫn không có kết quả gì nhé. Đây vẫn không có kết quả gì. Vậy thay thang đo nhé. Thay thang đo cũng vẫn không có kết quả. Thay tiếp này. Vẫn không có kết quả gì. Đây là mình nghịch thôi nha. Nghịch thôi nhưng mà nó cũng không có tác dụng gì các bạn ạ.